Suy niệm Chúa Nhật thứ tư mùa chay năm A Bài của Linh Mục Nguyễn Minh Hùng Hãy để đôi mắt được thắp sáng Người được Chúa Giêsu chữa lành đôi mắt trong tin mừng theo Thánh Gioan An hôm nay là người mù từ thuở mới sinh Thái độ của anh đối diện với Chúa với dấu lạ Chúa ban cho anh có nhiều biến đổi Khởi đầu khi bị điều tra, anh nói về Chúa quá mơ hồ. Người có tên là giê -xu trộn một chút buồn và sức vào mắt tôi. Do An chương 9 câu 11 Anh chưa có thể nói thêm bất cứ kinh nghiệm hay cảm nghiệm nào của chính anh về Chúa. Về sau, càng lúc anh càng thấm thía ăn huệ mà mình đã nhận được, nhất là khi so sánh thái độ đố kỵ, hung hăng của những người có trách nhiệm khi đối diện với sự thật anh được chữa lành Cõi tâm hồn anh càng lúc càng biến đổi Càng lúc càng nhận ra Chúa Anh khẳng khái nói về Chúa Giêsu Người là một vị ngôn sứ Dô An chương 9 câu 17 Anh dám phản biện những lời kết án Chúa Giêsu là người tội lỗi Ông ấy có phải là người tội lỗi không? Tôi không biết Tôi chỉ biết một điều Trước đây tôi bị mù Và nay tôi nhìn thấy được khi bị tra khảo dồn dập người từng bị mù còn dám treo những kẻ đang đe dọa mình hay các ông cũng muốn làm môn đệ ông ấy chăng do an chương chiến cầu 27 Cần lúc thái độ của anh càng mạnh mẽ anh cho thấy đức tin của mình vào chúa giêsu thật lớn thật can đảm anh tuyên bố trước mặt những kẻ nắm quyền hành trong thế gian chúng ta biết thiên chúa không nhậm lời những kẻ tội lỗi còn ai kính sợ Thiên Chúa và làm theo ý của người thì người nhậm lời kẻ ấy. Xưa nay chưa hề nghe có ai đã mở mắt cho người mù từ lúc mới sinh. Nếu không phải là người bởi Thiên Chúa mà đến, thì ông ta đã chẳng làm được gì. Doan chương 9, câu 31-33 Hóa ra trước dấu lạc của Chúa, người mù không chỉ đã được sáng đôi mắt, anh còn sáng cả tâm hồn, sáng cả một đức tin thật kiên cường. Còn những kẻ chưa bao giờ mù, đôi mắt Những kẻ cứ tưởng mình thật sáng suốt Vì nắm giữ truyền thống, tôn giáo Lại là kẻ đuôi mù Nguy hiểm và thật đáng sợ Vì đây là sự đuôi mù về tâm linh Về nhận thức chân lý Về sự sống của Đức Tiên Thứ nhất, hành trình Đức Tiên của người mù được chế lành là khuôn mẫu cho hành trình đức tin của từng người chúng ta cần trưởng thành mỗi ngày một hơn trong hành trình sống của mình Nhất là những lúc đối diện với nguy nan thử thách Đối diện với những ai tấn công đức tin của mình Chúng ta càng phải mang trong tâm tư một tư thế của người hãnh diện về đức tin Một tư thế của người luôn sắc tín Chỉ một mình đức tin vào Chúa Giêsu mới là tất cả Thứ hai, cả thái độ ngạo mạn Yêu căng của những người bị mù tối tâm hồn cũng thành bài học kinh nghiệm cho chúng ta. Hãy nhìn vào đó để luôn khiêm nhường nhận ra Chúa, thờ lại Chúa trong bất cứ những điều tốt đẹp nào, nếu nó mang lại giá trị thiêng liêng cho linh hồn. Hãy loại khỏi trái tim những đố kỵ, thù hằn, ganh tị, ganh ghét, để con mắt tâm hồn được sáng và nhận ra những huyền nhiệm của Thiên Chúa trong cõi đời và trong từng hoàn cảnh của đời sống. Hãy sống có tình người để có thể yêu cái đáng yêu của người khác, cảm thông cái khó khăn của người khác, vui mừng với cái tốt mà người khác có được, hạnh phúc trong niềm hạnh phúc của người khác, đau trong cái đau của người khác, khóc hay cười trong tiếng khóc hay nụ cười của người khác, dù bất cứ hoàn cảnh nào hãy để đôi mắt được thắp sáng. Bài của linh mục Doan Bautista nguyễn minh hùng